tại tỉnh Thái Nguyên, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã tổ chức hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ 15, nhiệm kỳ năm 2020-2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy Trung ương ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quân khu 1 lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng ủy quân khu 1 đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 11 và đại hội 13 của Đảng, tập trung hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, chủ động phối hợp với các tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ quân sự cấp huyện, cấp tỉnh chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm tiến độ chất lượng. Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu từ nay đến đại hội Đảng bộ quân khu phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, do vậy Đảng ủy quân khu 1 tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các địa phương, hoàn chỉnh các văn kiện và làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, chủ động chuẩn bị để ngay sau đại hội, Đảng ủy khóa mới sớm triển khai chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nhanh chóng đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống.